hợp thì cho phép đăng. Nếu mà thằng này đúng định dạng chung á, thằng you see the screen đúng định dạng nhưng mà phone tức là kích thước ảnh lớn hơn nè. Nếu mà phone á, phone phủ định thằng này đi tức là nó là lớn hơn. Lớn hơn 100 MB, lớn hơn 1 bằng á, phone phủ định thôi. Đó là có cả trường hợp luôn. Anh hơi phân tích cái thứ ba cho em được không? Em hiểu hết cái đầu không, không phải định dạng mà nhỏ hơn rồi cả hai đều sai. Có cái cây ấy nữa. Nếu mà mình muốn chi tiết hơn ấy, thì test ở đây là các cái phần chu, trường các bạn ơi. Này mình test là rồi có test từng định dạng là alo tôi có cái file test cây theo cái mẫu thầy gửi để tôi share lên. Okay. Rồi test thêm một cái nữa là PNG. Đấy. Tức là có hai trường hợp chu này nữa. Hai trường hợp về chu thì mình sẽ test thêm như vậy. Mình gom chung cho nó một cái function nó là tải tán lên được không? Đúng định dạng thì anh nhìn cái tên function nè. Function test nó đúng là được. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ là cái bốn cái. Không, nó đang để thẳng cho mình luôn là yêu cầu của chức năng tải ảnh lên mà. Mình để là mọi người đây sao có nên test chi tiết như vậy không? Test từng từng định dạng dưới đây mình mới ghi rõ nè. Không cần thiết không? Chỗ mà tên test cây ở dưới đó, thấy không? Còn cái tên function mình cứ để nó là cái chức năng tải ảnh lên thôi. Cái này của nó cũng không cái này nó cũng không nói là tải lên bao nhiêu ảnh nữa. Ừ, nó ảnh lên. Không lấy chỉ lấy phần test cây ở đây là để photo. Ê, cái gì thôi? Chỗ này nha, tí ấy lại. Sao? Chỗ này nha. Ý tôi là nó cứ cần phải tiếp thêm mấy cái trường hợp mà tải lên không hợp lệ đồ nữa không? Lại cái này á, đó là trường hợp này nè. Định dạng đó. Ok. Đó là khi mà nó phone tức là không đúng định dạng. Mà ở đây là tải ảnh lên thì photo này có S thì không biết là số nhiều hay số ít đấy. Vô đây sau chỉnh sửa một xíu là được nè. Mấy gửi trong đúng không? Nó đâu có nói đâu. Giờ kè lại thành cái bảng.